Rồi, hello, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tấn Châu của mình ha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì video hôm nay mình chia sẻ về vấn đề là cái tác dụng của cái thằng siêu lân kẽm UXA trường phát ha. Và hôm nay mình sẽ tưới thằng siêu lân kẽm này thực tế cho bạn xem. Và để mình giải đáp thắc mắc của các bạn là còn mơ hồ về cái vấn đề xài cái siêu lân kẽm này các bạn ha. Đó. Thì hổm giờ mưa nhiều các bạn ha. Bữa nay thì nói chung cái chất trồng của cây mình có cây nó khô, có cây còn ướt lắm. Nhưng mà do bữa nay có nắng nên mình tưới đại các bạn ha. Đó, thì biết trong mùa mưa này thì các bạn cứ thấy ngày nào có nắng thì cứ tưới đại đi các bạn ha. Chứ đợi mà chất trồng nó khô, đặc biệt là những các bạn mà trồng chậu quá lớn á, chậu quá lớn á, thì nếu mà để muốn chất trồng nó khô trong cái mùa mưa này để mà tưới phân á thì khó lắm. Nên ngày nào có nắng nè, mà thấy như ngày bữa nay nắng sáng có nè, thì cứ tưới đại. Đó. Ha, cái thùng này là thùng B 20 lít nước nhưng mà mình đông lưng xuống một chút, còn 18 lít nước thôi để mình quậy cho nó không có đổ ra ngoài ha. Chút mình sẽ pha khoảng 25cc cái thằng siêu lân kẽm để cho bạn xem cái thằng siêu lân kẽm này ha. Thì có nhiều bạn nói là mình không biết hiểu sao cái lời mình nói, thì mình nói cái siêu lân kẽm này á là bạn phải xài hoài, và xài phụ thuộc như thế nào. Ví dụ như á, bạn phụ thuộc vào nó ít hay nhiều là do bạn xài. Ví dụ như bây giờ có bạn xài một tuần xài một lần ha, thì nếu mà bạn từng xài một lần thì bạn phụ thuộc vào nó rất là nhiều. Và khi mà bạn bỏ mà ngưng á, bạn giãn cách ra, giãn cách có nghĩa là xài thay vì một tuần tưới lần, bây giờ mình một tháng tưới lần, hai tháng tưới lần, kêu là giãn cách ha. Thì nếu mà bạn xài kiểu một tuần tưới một lần á, là bạn lệ thuộc nó rất là nhiều. Và khi mà bạn muốn bỏ nó thì khả năng là phải từ từ. Ví dụ như mình nói nè, bây giờ á, bạn xài siêu lân kẽm đúng không, một tuần tới một lần, bạn muốn ngưng cái thằng này là phải, thí dụ như bạn đang xài một tuần một lần tới một lần đúng không, thì bạn phải 10 ngày mới xài một lần, từ từ rồi tới 15 ngày mới xài một lần, rồi tới 20 ngày mới xài một lần, rồi tới một tháng xài một lần, rồi tới một tháng rưỡi mới xài một lần, rồi tới 2 tháng mới xài một lần. Có nghĩa là bạn phải cho nó giảm, nó từ từ ngưng, nó từ từ chứ không phải là ngưng đột ngột các bạn ha. Bạn hiểu vấn đề đó ha. Tại vì khi mà bạn lạm dụng nó quá, kiểu như một tuần xài một lần là coi như bạn xài lạm dụng nó quá, thì bạn ngưng là bạn phải có thời gian kéo dài. Còn thí dụ như bây giờ như mình nè, mình tới 2 tháng hoặc là một tháng rưỡi mình mới xài một lần, nên mình ngưng nó khỏe hơn và mình ít lệ thuộc vào nó. Mình ngưng thí dụ như là mình ngưng là thí dụ bây giờ nè là một tháng rưỡi mình xài một lần đúng không, rồi cái mình nâng lên là 2 tháng mình mới xài một lần, rồi mình nâng lên là 3 tháng mình mới xài lần, mình nâng lên 5 tháng mới xài lần, rồi từ từ mình bỏ nó. Và khi mà mình nâng cái giãn cách ra cái thời gian sử dụng nó, nhưng mà mình phải có một thứ khác thay thế. Ví dụ như bạn không có xài hormone nữa thì bạn phải xài cái dưỡng dễ như có những amino acid. Nên bạn hiểu vấn đề đó ha. Có các bạn vô nói tại sao á, là chia sẻ lên kêu xài siêu lân kẽm mà mình trồng chủ yếu trồng mai nhà mà bây giờ phụ thuộc nó thì phải làm sao ha. Mình nói đó, bạn muốn phụ thuộc hay không và cái thằng và muốn bỏ nó dễ hay không là do bạn xài thôi. Ví dụ như bây giờ mình khuyên các bạn là 15 ngày tới một lần ha, thì cái khoảng cách 15 ngày tới một lần là cũng không có lệ thuộc vào nó lắm các bạn ha, không có lệ thuộc vào nó lắm. Nhưng thì mình muốn bỏ dễ lắm các bạn ha, không có gì khó nhau á, chứ không phải là khi mà mình bỏ cái thằng này, bỏ phải có lộ trình và giãn cách ra ha, chứ không phải là mình bỏ cái thằng này rồi là cái cây mình nó si nó chết liền, không có chuyện đó các bạn ha. Đó, không có chuyện đó. Và tại sao mà mình nói là khi mình xài nó lạm dụng nó và nó sẽ để lại hậu quả là khi mà bạn xài quá lạm dụng nó và bạn ngưng luôn. Ví dụ như mình nói những cái nhà vườn người ta đã xài cái siêu lân kẽm hoặc là những cái loại hormone khác mà về tới mình á, là mình không có xài cái loại đó hoặc mình không có loại thay thế, nên cái cây mình nó sẽ bị xuống sắc và nó yếu thì lúc đó nấm bệnh nó tấn công ha. Bạn hiểu vấn đề đó ha, chứ không phải là xài cái thằng này là mình hả cái nghĩa như là không xài là cái cây mai mình si chết liền, không có chuyện đó nha các bạn ha, không có chuyện đó đâu ha. Và thí dụ như á, mình xài cái chai này nè, bây giờ mình nói 15 ngày tới một lần á, thì cái chai này nó tới 1 lít, bạn xài 1 năm trong một cái chai này 200 mấy gì đó ha. Đó, thì bạn thấy nếu mà mình xài cái này cũng đâu có gì đâu mà không lợi về tiền bạc đâu, nó cũng không tính ra, nó cũng không có mắc gì mấy ha, nó dạng trung bình cũng không mắc gì mấy đó. Thay vì thí dụ bạn không xài này nữa thì bạn chuyển qua thằng Rot 2 bạn xài ha, hoặc thằng Goro xài đó, thì nó ít phụ thuộc hơn
đó. Bây giờ mình thấy là không có cái gì mà là phụ thuộc nó quá, trừ khi bạn lạm dụng nó quá. Ví dụ như á, mình khuyên các bạn là 15 ngày tưới một lần, không quá 2 tháng phải tưới cho nó một lần. Và cái liều lượng 15 ngày tưới một lần là cái liều khoảng 1C đến 1C rưỡi cho 1 lít nước thôi. Đó. Còn thí dụ bạn lạm dụng bạn tưới đúng liều 2C cho 1 lít nước mà từng nào bạn cũng tưới thì cái cây bạn nó sung thiệt á, nhưng mà bạn phải xài hoài. Khi như vậy mà bị lệ thuộc vào nó, bạn lạm dụng nó quá. Ha, hiểu vấn đề đó ha. Và mình nói cái chai này tại sao nó lại là đem lại cái hiệu quả cho giúp cho lá bạn nó xanh dày là như vậy, nó có hormone cả 3 và 17 loại axit amino acid trong đây nè. Bạn thấy ha. Amino acid có nghĩa là khi mà mình bón phân vô á, NPK vô á, nó lấy cái đạm á, nó tổng hợp để tạo ra những cái loại axit amin này nè ha. Đó, thì cây nó làm cái nhiệm vụ đó. Anh những cái axit amin mà cây tạo ra thì nó gọi là axit amin nội sinh. Còn những cái axit amin này là do nhân tạo, nó tạo ra sẵn. Người ta tạo ra một cái loại phân như thế này nè ha, ta tạo ra sẵn là mình cung cấp vô, gọi là cung cấp ngoại sinh cho nó, thì vấn đề đó ha. Đó, thì đây cái chai này á, nó đã có humic nè, mình thấy ha, fulvic nè, là axit fulvic này, axit nó mắc tiền hơn và nó mạnh hơn cái thằng axit humic rất là nhiều đó. Nên mình đã có xài cái này, nó có axit fulvic rồi thì không cần phải xài axit humic gì nữa hết, hiểu vấn đề đó ha. Ở đây nó có bo nữa nè, bo thì nó bo này nó là vi lượng, nó tốt cho quá trình tạo rễ và quá trình tạo nụ cũng như là quá trình chống rụng bông ha. Đó, rụng nụ á, rụng búp bông á các bạn ha. Đó, thì bạn thấy nó có cùng có canxi trong đây nữa nè, canxi này nó giúp kích thích bộ rễ nữa nè. Magie á thì nó giúp cho cái lá bạn bóng diệp trục tố, kẽm này nó sẽ giúp cho lá bạn cũng có diệp trục tố luôn nữa nè. Ha, thì cái chai này tại sao là khi mà mình xài á, là lá nó sẽ bóng dày là như vậy ha. Nãy mình phân tích cho bạn ha, những cái chất tàn là tốt cho lá và cho rễ không à, bạn thấy ha. Như bo tốt cho rễ nè, phospho này là lân nè, lân nó tốt cho rễ luôn nữa nè, và nó giúp dày lá nữa nè à, bạn thấy ha. Còn cái thằng fulvic này nè, axit fulvic này nè, là humic á, là nó giúp sao, nó là nguồn thức ăn cho vi sinh vật ha. Đó, bạn thấy ha, và nó giúp cho đất chất trồng mình nó tươi xốp nữa, và nó giữ phân giữ nước nữa đó. Rồi gạo ba này là nó giúp cho lá mình nó bóng dày nè. Còn những cái loại axit amin này nè là nó cung cấp cho cây mai mình nó vừa đi lá vừa đi cơ đọt à. Rồi magie này nè, nó giúp cho lá bóng nè, kẽm cũng giúp lá bóng nè, canxi giúp kích thích bộ rễ nè, bạn thấy ha. Nãy giờ mình gãy phân tích cho bạn á, là cái chai này nó tốt cho rễ và lá rất là nhiều à. Đó, thì đây á, mình xài cái này là 1 năm, mình mua chai này 2 năm rồi, nhưng mà mình xài có chưa được 1/3 chai nữa, bạn thấy ha. Thì cây mình cũng đâu có sao đâu hả, mình không có lạm dụng nó, không có xài nhiều ha, mình nói rồi đó. Thì các bạn cố gắng sao mà hả, 15 ngày hoặc là 1 tháng tưới 1 lần cũng được nữa hả. Rồi mình sẽ pha cho Hùng B18 lít nước, mình pha khoảng 25cc nha các bạn ha, tương đương khoảng là một gần 1C rưỡi đó cho 1 lít nước đó. Mình sẽ lắc lên cho nó đi vào cái chai nè ha, lắc lên cho nó đều cái chai, rồi mình mới pha và mình tưới thực tế cho bạn xem. Mình có một tay làm ha, các bạn thông cảm ha. Đó, thì cái nắp này đó là nó tới đây là 30ml nè ha, mình đông nó giật xuống một chút, xuống một nấc ha. Nói chung cái này á, ít hơn một chút và dư hơn một chút cũng không sao các bạn ha. Đó, nè. Các thấy nè. Thấy chưa? 25cc cho 18 lít nước ha. À, mình bỏ vô cho các bạn xem nè. Cái thằng này gì nè, có độc cho tay của mình, cho độc cho cơ thể không? Thì nó hơi thôi bạn ha. Hơi thôi chứ không có độc gì mấy. Độc nhất là bạn biết gì không? Là những cái loại thuốc trị sâu, trừ bệnh, đặc biệt là trừ sâu các bạn ha. Đó, những cái thuốc mà gì côn trùng nó độc, nó độc cho cơ thể của mình ha. Còn cái thằng này nó chỉ có cái hormone G3 này, cái hormone này thì nó thẩm thấu qua da mình, không có xi nhê gì đâu các bạn ha. Đó, rồi mình sẽ quậy lên. Bởi vì cái thằng Ridomingol cũng độc nha các bạn ha, thằng Ridomingol cũng độc cho cái tai của mình đó, nên bảo hộ cẩn thận, đặc biệt là cái thằng những cái loại mà chị tiến trùng rễ á, như là cái thằng Tatrigo nè, đó thì các bạn pha nước tưới phải cẩn thận nha. Rồi cái thằng như cái thằng phi
Bifu Super đó ha, nó cũng độc lắm, nó rất là độc đó, ha. Thì những cái loại độc á nó có để trên cái bao bì để chữ độc á, ha, hoặc là cái hình nguy hiểm á đó. Thì bạn thấy là cái nó những cái loại đó ảnh hưởng tới cái sức khỏe của mình nên mình cẩn thận. Còn như phân NPK rồi những cái loại thạch mon, những cái loại dưỡng dễ kích rễ này nó độc không có nhiều các bạn ha, cũng nhẹ nhàng, không suy nhê gì á. Nè, mình thẩm mình quậy mình nhúng tay vô luôn cũng sao nữa ha. Đó. Thì bạn thấy á, trước khi mình tưới á, mình tưới thực tế mình nói lại cho bạn xem ha. Thì trên thị trường á, có nhiều loại mà cái siêu lân kẽm UH3A này nó nhái lắm các bạn ha. Mà mua đúng cái loại trường phát này nè. Và nếu thí dụ như mà không mua không có loại này á, thì bạn cũng không cần xài chi ha. Hoặc là có bạn sử dụng cái thằng gì Rotlet á, cũng được. Rotlet thì nó rất là mạnh tại nó có ba cái loại hormone sinh trưởng trong đó, nó gồm có GA3 và có NA và có cytokinin luôn ha. Nó mạnh hơn này nhiều. Thằng này chủ yếu là nó có nãy giờ mình kể đó ha, những cái chất tốt cho rễ và cho lá. Thì đặc biệt nó có hormone GA3 và 17 loại amino acid ha. Rồi mình sẽ tưới thực tế cho bạn xem. Bạn nào chưa đăng ký kênh mình hãy nhớ bấm đăng ký kênh mình để ủng hộ tinh thần của mình các bạn ha. Để mình ra những cái video mới các bạn cập nhật được. Rồi. Thì cái cậu trước mắt của các bạn nè. Bạn thấy nó khô chắc trồng ha. Cậu này thì cậu 4 mình tưới cho nó khoảng 1 lít 2 được các bạn ha. Đó. Đó. Còn tưới nhiều quá thì nó cũng sẽ dư chất nha các bạn ha. Tưới vừa phải thôi. Cái lon này là 1 lít nha các bạn. Đó, tưới như vậy được rồi các bạn ha. Đó. Chậu này chậu 5 bạn tưới cho mình 1,5 lít, 2 lít cũng được. Tưới như thế này nó còn phụ thuộc vào cây bạn nó tàn lá ít nhiều ha, và cái cây bạn hoành như thế nào đó các bạn ha. Rồi có bạn hỏi cái cây này sao lá nó bị như thế này nè các bạn ha. Đó nè, thì lá nó bị như vậy là cũng do sao mon sinh trưởng mình không xài nên lá nó bị như vậy, nó sẽ bị yếu liền ha. Bạn thấy nha, cái này không phải nấm hồng là thiếu chất gì hết, là do người ta xài hoặc mon sinh trưởng về mình không xài nữa ha, mình không xài cái loại đó nữa, cây mình bỏ bê dữ lắm ha, nên nó lá nó bị như vậy ha. Đó à, bạn thấy nó ra lá mới thì từ từ nó hết thôi. Có nghĩa là khi mà bạn không, người ta xài học mon sinh trưởng lạm dụng, những loại kích rễ lạm dụng thì cái lá nó sẽ dày bóng lắm ha, bạn thấy nha. Thì khi mà xài ngoại sinh hoài cung cấp cho nó, cái cây nó sẽ không có tiết ra được cái học mon nội sinh, nó ỷ lại ha. Thì cái thời gian ban đầu mình ngưng mình không xài nữa thì nó sẽ bị như vậy nè, nó xuống sắc như vậy, nấm bệnh tấn công ha. Đó. Thì từ từ nó sẽ thích ứng lại, nó sẽ thích ứng lại, nó sẽ tự bản thân nó tiết ra tổng hợp và tiết ra cái hormone nội sinh của nó, thì nó từ từ nó sẽ hết ha. Chứ không có chuyện mà là mình ngưng là cái cây mình nó si luôn đâu ha. Nó si nhưng mà mình biết cách phục hồi dưỡng nó lại từ từ ha. Đó. Thì cái cây này cái nó rất là nhỏ ha, chậu là chậu 2 mình tưới cho nó khoảng chừng xị là được các bạn ha. Những cái cây chậu nhỏ nhỏ này bạn tưới coi chừng nó làm chất làm phân nha, đặc biệt là phân NPK rồi đó ha. Như cái cây này cũng vậy nè các bạn ha. Cái lá nó bị như thế này nè. Ha. Là cái này nó bị nấm rễ, nó khác cái cây nãy ha. Cái này nó bị nấm rễ nè ha. Ha. Nấm rễ ảnh hưởng tới bộ rễ. Thì thường bộ rễ mình bị ảnh hưởng bị nấm á, bị ảnh hưởng tới bộ rễ á, thì nó sẽ không hấp thu được nước và dinh dưỡng tốt. Nên nó sẽ không có nuôi được cái lá để mà hoàn thiện được, thì lá nó bị như thế này nè. Cái này không phải bị nấm hồng các bạn ha. Đó. Thì từ từ á, cây bạn nó phục hồi là lá nó lớn lại ha. Khi mà cây mình nó phục hồi khỏe và bạn chỉ cần bạn lặt lá cũ này đi, nó ra lá mới là hết thôi ha, dễ lắm. Rồi cái cây này thì chậu tương đối là chậu 5 ha, mình cũng tưới cho nó khoảng 1,5 lít, 2 lít. Đó. Nhà vườn người ta tưới á các bạn ha. Tại sao ta tưới là cây của người ta sung mãn nhiều, là người ta tưới mỗi tuần mỗi tưới hoặc là 10 ngày ta tưới lần các bạn ha, và liều người ta pha liều 2 cc cho 1 lít nước luôn các bạn ha. Đó, có nghĩa là xài cái liều maximum đó. Bởi vì nhiều người nói nhà vườn sử dụng lạm dụng phân thuốc là cũng đúng các bạn ha. Đó, nên cái cây người ta sung mãn ha,
Còn mình á, lâu lâu mới tưới, chợt nhớ mình tưới là không có được ha. Sao bằng cái cây người ta được ha, người ta siêng chăm sóc nữa, ta xịt những cái loại này, bệnh ha, những cái loại sâu bọ trĩ ha, nó định kỳ, nó sẽ giúp cây cây của người ta hạn chế được rất là nhiều ha. À, cái ảnh hưởng qua lá ha, lá là người ta đẹp nữa. Là cây này chậu 6 ha, được một khúc mình tưới khoảng 2 lít. Đó. Rồi thôi, video tới đây xin tạm dừng ha, mình ngưng video mình tưới thì cho bạn xem. Ví dụ như những cái cây mai mà 7 đi thì bạn tưới cho mình khoảng 3 lít ha, 3 lít rưỡi gì đó. Chậu 8 thì tưới khoảng 3,5-4 lít ha, chậu 1 mét thì bạn tưới cho mình 5-6 lít ha. Mà tùy thuộc vào cái cây của bạn nữa. Ví dụ như cây bạn hoành nhỏ, tàn lá ít mà bạn trồng chậu lớn quá thì bạn tưới giật lại cho mình ha. Ví dụ như bây giờ chậu 1 mét mình nó tưới 5-6 lít ha. Nhưng mà chậu 1 mét của người ta, cây người ta hoành tới 60 lần hoặc là 70 lần, còn cây bạn hoành có 40 trồng chậu 1 mét, hoặc là cây hoành bạn ba mấy mà trồng chậu 1 mét thì bạn tưới tàn lá ít nữa, bạn tưới ít lại. Thay vì mình kêu tưới 5-6 lít thì bạn tưới khoảng 3 lít ha, hoặc là 3 lít rưỡi là được rồi ha, thì thuộc vào cái tàn lá cây mai của bạn nữa. Rồi thôi, video mình đến đây cũng xin tạm dừng các bạn ha, hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.